Đốt. Cà rốt. Đánh bóng tốt của Dũng Lai. Xanh ở Vĩnh Cửu Đồng Nai, Huỳnh Dương ơi. Sân ngày mai đánh giải 50 triệu á. 2-0 cho Việt Nam. Một hai cho Cam. Dụng lại phát bóng qua lưới. Anh mới lục của công kia anh không có bắp. À không có qua giải bên Long Thành. Thành ơi, sáng mai mới đánh anh Hoàng ơi. Giờ Việt Nam đang giao lưu với Cam. Đúc đại bông tốt. Và đem bóng ra ngoài của kỳ xuất. Trời, và thêm bóng tốt của kỳ xuất. Bóng leo nóc nhà. Mấy điểm lên không? Điểm 5-4 cho Việt Nam. Bia. Bia. Mình đá trời. 5-4. Hồng phát bóng ra ngoài. Điểm 5 đều. Môn tốt của quy xuất. Tài chuyện cái móng ngon quá ta. Điểm 6-5. Việt Nam Campuchia nha anh Toàn. Bên Campuchia đút với cà rút gì ạ? Điểm 6 đều. Thạch đen. Pha thủ không hay của đút. Giải mai mới đánh chiến thôi. Đang đánh Việt Nam đang giao lưu với Cam. Đào cái sân lên luôn kìa. Đúa cái đứng chỗ đó đào cái sân lên. Điểm 97 Việt Nam.
989 cho Cam. Sân ở Vĩnh Cửu Đồng Nai Chiến ơi. Thạch lên bóng ra ngoài điểm 9 đều. Điểm không đều. Quy suất. Trời, một pha đánh bóng trên trắng quy suất. Tầm quá cao. Nhóc bây giờ đánh dữ lắm Thành ơi. Thạch Trắng. Trời ơi, pha đánh bóng trên trắng của Thạch Trắng. Quá ghê gớm. Anh coi đuốc đau kìa anh Thạch. Anh coi đuốc đau được cái hố hơi. Đau đứng bên còn đau được. Pha đánh đúc đại bàng. Trên trắng Thạch Trắng. Điểm 21. 3-2 cho Việt Nam. Và bên các bóng tốt của Đút. Rồi anh em mình có cái ngồi rồi. Ok ok. Việt Nam ăn.